Mình xin nói qua một chút xíu về con Observer. Thì con Observer này nó có khả năng phát hiện tàng hình đối phương và nó có thể giúp cho đôi tốt có được tầm nhìn. Khi các bạn ở chế độ này thì nó sẽ tầm nhìn được một khúc như đây thôi. Còn nếu các bạn chuyển về cái mode này thì nó sẽ tăng thêm 25% tầm nhìn nữa. Thì bạn có thể thấy là nó sẽ chuyển đổi qua một cái phương thức khác, là nó bay lên thẳng lên trời thế này. Còn không thì chuyển thế này. Trong lúc mà tăng lên 25% thì các bạn không thể di chuyển được. Vậy các bạn có thể chuyển về cái mode còn lại là cái mode mà bình thường thì nó sẽ di chuyển được. Và trong trạng thái này thì nó luôn luôn duy trì trạng thái tàng hình. Cho nên ta đang phải có những unit gọi là phát hiện tàng hình mới có thể thấy được Observer. Còn không thì không thể thấy được Observer. Bây giờ mình ví dụ ta đang cho và ta đang một vài con Marine. Rồi, mình tắt đi. Thì các bạn thấy là không thể nào mà thấy được cái con Observer này. Mà con Observer này có thể cung cấp tầm nhìn cho Rotot. Thì các bạn đi qua thì các bạn có thể biết là Rotot đã thấy được bạn rồi. Thì thực tế muốn nhìn nó thì các bạn cũng zoom sát vào nhìn thôi. Đó. Mình sẽ cung cấp cho ta rằng một thí hiệu Miravan có thể phát hiện được tàng hình. Thì các bạn thấy được Observer vậy thôi. Rồi. Còn đối với Giật thì muốn phát hiện được Observer thì các bạn phải đem theo con Overseer này. Cái này là bắt buộc rồi chứ không phải là gì nữa, tại vì nếu mà không đem Overseer này sao thấy đường đâu mấy con op mà bắn. Nhưng mà phải đem theo, phải ra mấy con Overseer này để có thể triệt hạ Observer thôi, chứ không thì các bạn đi đến đâu thì Observer nó nhìn đến đó. Còn với Rotot thì Observer nhìn lẫn nhau, ví dụ luôn Observer nhìn lẫn nhau. Đó, hai con phát hiện lẫn nhau vậy thôi. Đó là một vài lưu ý thôi. Thì Observer nó sẽ giúp bạn gọi là phát hiện được những cái lúc mà ta đang nó rút Medivac qua hoặc là giờ nó lại chuẩn bị làm một cái điều gì đó nó hay ho thì các bạn có thể thấy được từ xa, hoặc là các bạn có thể đem Observer qua scout vào đối phương sớm để biết được cái tình hình mà cách mà ứng phó lại và đối phương.